Em xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tư vấn sản phẩm và dịch vụ của hệ thống két sắt Phát Tài. Ngày hôm nay đây thì em sẽ lên cho anh chị một mẫu két sắt Việt Tiệp, mẫu két sắt mà quá thông dụng với người dân của chúng ta. Nhưng mà cùng là mẫu két sắt Việt Tiệp, nhưng mẫu két sắt Việt Tiệp của bên két sắt Phát Tài sao mà nó lạ thế? Nó không giống một cái mẫu két sắt Việt Tiệp mà ở trên thị trường một tí nào cả. Thì hãy xem két sắt Việt Tiệp của két sắt Phát Tài có gì khác biệt so với những két sắt Việt Tiệp thông thường có mặt ở thị trường nhé. Và ngay cạnh em viên đây là mẫu két sắt Việt Tiệp KV63 khóa điện tử của bên két sắt Phát Tài nhé. Thì ngay lúc đầu tiên em đã nói rồi, thì mẫu két sắt Việt Tiệp của két sắt Phát Tài thì có gì khác so với những két sắt Việt Tiệp thông thường có mặt ở thị trường. Việc đầu tiên Việt em viên cần nói rõ đính chính lại nhé. Két sắt Việt Tiệp ý, thì không phải là do công ty sản xuất khóa Việt Tiệp làm ra, mà là đa phần có đến 80% 90% két sắt Việt Tiệp là của làng nghề có địa chỉ tại Kim Trung, Hoài Đức, Hà Nội sản xuất. Và mẫu két sắt Việt Tiệp của em bên đây là mẫu két sắt Việt Tiệp mà bên em xin công ty thiết bị vật tư ngân hàng xin làm cái thương hiệu két sắt Việt Tiệp này. Và mẫu két sắt này là của công ty thiết bị vật tư ngân hàng sản xuất và lắp ráp. Nếu ai đã từng nghe qua công ty này thì anh chị biết là công ty này cực kỳ nổi tiếng về trong lĩnh vực sản xuất két sắt. Nhà máy rộng đến 5 hecta và công nhân cho đến 500 công nhân đang sản xuất những mẫu két sắt mà xuất khẩu và những mẫu két sắt mà cho ngân hàng, rất là nổi tiếng ở trong nước. Đấy. Vì sao em nói là mẫu két sắt này nó khác hoàn toàn, khác biệt hoàn toàn so với những két sắt, mẫu két sắt thông thường, Việt Tiệp thông thường ở trên thị trường? Thì ngày hôm nay em sẽ cho anh chị hiểu và anh chị nắm rõ hơn là két sắt Việt Tiệp với két sắt Phát Tài có chất lượng như thế nào nhé. Đầu tiên, về chúng ta nói về kiểu dáng, cái mẫu két sắt này thì thuộc dòng két sắt mili, có kiểu dáng vuông thành sắc cạnh, với kích thước chiều cao là 56, chiều rộng là 42, chiều sâu tính cả bản lề và mặt khóa chìa ra là 38 cm, có trọng lượng là 65 kg. Thì thứ nhất, chúng ta nhìn cảm quan bên ngoài với một lớp sơn rất là bóng mịn và sơn tĩnh điện hoàn toàn, lại rất là bóng mịn. Khi chúng ta cào vào đây thì chúng ta sẽ không cảm thấy nó bị xước ra một tí nào hết, không thể xước được anh chị nhé. Thứ hai là mật mã dạng điện tử ở đây là mật mã dạng điện tử là của Hàn Quốc, pin ngoài. Thứ ba là sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, có kiểm định chất lượng của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, và điều quan trọng nhất là có kiểm định chống cháy của Bộ Xây dựng nhé. Nhiệt độ chống cháy của mẫu két sắt này là 1200 độ C trong vòng 2 giờ đồng hồ, có kiểm định chất lượng rõ ràng đấy, kiểm định chống cháy rõ ràng đấy. Thì với những cái mẫu két sắt mà chính hãng, hàng có kiểm định và chất lượng ấy, thì anh chị để ý nhé, dù to hay dù nhỏ, với những mẫu két sắt này thì một điều khác biệt nhất ở đây là hèm cửa tam cấp ở đây. Ở đây dù to dù nhỏ nhá, đây là dù là dòng két mili nhưng mà nó vẫn phải có hèm cửa tam cấp ở đây, ở cánh cửa và phần thân. Khác với những dòng mà két sắt Việt Tiệp thông thường ấy thì người ta sẽ không có hèm cửa tam cấp đâu. Với những sản phẩm nó to hơn từ 90 cân hay từ 100 cân đổ lên thì người ta sẽ mới có hèm cửa tam cấp. Còn với những cái dòng mini thì không có đâu ạ. Nhưng mà với những dòng két sắt mà của bên Phát Tài ấy, luôn luôn dù to hay dù nhỏ thì đều có phải có hèm cửa tam cấp nhá. Thứ nhất là để chống cháy, chống tắt lửa vào bên trong két. Thứ hai là để chống lệ phá cái két sắt đó ra. Vì sao em Viên lại nói là hèm cửa tam cấp là nó sẽ chống lệ phá, thì anh chị để ý nhá. Thứ nhất là khi mà chúng ta sò một cái mũi gì đó vào đó, vào cánh cửa này, thì cho đến cái phần này, anh chị nhìn này, cho đến cái phần này nó chỉ sâu vào khoảng độ tầm một đốt ngón tay thôi đấy, thì nó chỉ sò vào đấy thôi. Và nếu mà sò vào đấy thì cái mũi nào thì nó cũng không thể nào đủ lực để mà bẩy cánh cửa chúng ta ra được. Đấy là vì sao mà cái hèm cửa tam cấp nó rất cực kỳ là quan trọng đấy. Thứ ba nữa là cái công nghệ bên trong ở đây là công nghệ, không phải là mọi người hay hiểu lầm ấy, là thật ra là không phải hiểu lầm mà là thường bị những người bán hay những nhà sản xuất dắt mũi là bên trong là cắt khô hay là bê tông lon ấy là để chống cháy. Thật ra là không hề nhá. Những sản phẩm mà là bên trong sử dụng cắt khô hay là bê tông lon ấy, nó là sản phẩm két sắt an toàn, nó không hề có chống cháy đấy. Cái chức năng của cắt khô hay là của bê tông lon ấy, nó chỉ là tạo lặng và chống ẩm cho két thôi. Còn những cái sản phẩm như thế này, chống cháy này, thì đều phải sử dụng bằng công nghệ bê tông trưng áp, là công nghệ mới nhất, và công nghệ này có thể chống cháy được.
Và em có một cái video mà trước đây thì em đã làm về test về cái bê tông chưng áp đó, rồi test về cách nhiệt này, test về chống va đập, thì em sẽ để ở dưới phần mô tả thì anh chị muốn xem thì có thể xem qua nhé. Với mẫu két sắt này ở đây là mẫu két sắt KV63, ở đây em có là thứ nhất là sử dụng một mật mã điện tử. Mật mã điện tử này sử dụng rất là dễ dàng, bảo mật rất là cao, cài tối đa từ 2 cho đến 12 ký tự số. Khóa điện tử sử dụng pin ở bên ngoài, rất là dễ dàng thuận tiện khi chúng ta hết pin hay là chúng ta quên mật khẩu mà chúng ta cần reset lại mật khẩu nhé. Đấy. ở trong lòng của két sắt thì chúng ta thấy là thứ nhất là chỗ an toàn bằng inox đặc. Ở phía này thì có 2 chốt và phía này thì có 3 chốt. Ở trong lòng két sắt thì chúng ta sẽ có là một ngăn kéo khóa này và một đợt chưng ăn ở bên dưới, có thể điều chỉnh độ cao hoặc lưng lên hạ xuống hoặc là tháo ra khi không cần thiết. Đấy. Nhà sản xuất thì cũng trang bị cho chúng ta là một chìa khóa dự phòng ở đây để dự phòng trong những trường hợp hết pin hay là chúng ta quên mã, chúng ta cần mở ra trong trường hợp khẩn cấp. Đấy, nhà sản xuất ở đây cũng có để cho chúng ta ở đây, và cái chìa khóa này sẽ kết hợp với chìa khóa chính để mở két ra khi không cần mật khẩu. Cuối cùng nữa là mẫu này thì cái bộ khóa điện tử này sẽ cho phép chúng ta báo động còi, báo động hú khi chúng ta nhập dò mã sai quá bao lần này, khi chúng ta va đập mạnh vào cánh két này, và khi chúng ta di chuyển két sắt và có rung lắc mạnh nhá, nó sẽ hú lên anh chị nhá. Đấy. Nếu anh chị quan tâm đến sản phẩm mà két sắt Việt Tiệp của bên em, hay cần tư vấn gì, hay cần hiểu rõ về những sản phẩm két sắt Việt Tiệp thì hãy alo cho chúng em. Bên em là két sắt Phát Tài .vn, hotline bên em là 0824 096 888. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại.